trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu một số tiết mục do câu lạc bộ đờn ca tài tử Ngũ Cung, Thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Thành phần ban nhạc: Minh Tuấn đờn kìm, Minh Trung đờn guitar phím lõm, Tấn Nghiệp đờn tranh, Thanh Phong đờn cò. Mở đầu chương trình, tài tử Thanh Tuyết sẽ hát thể điệu Đường Thái Tôn từ đất Vĩnh Long, soạn lời Xuân Đào. Tiếp theo chương trình là thể điệu Liên Nam, Dần Trăng Tri Kỷ, soạn lời Minh Đăng, do tài tử Hải Ngàn và Thụy Dương trình bày. Nhạc hoàng
lại những lá thư tình với cây đàn làm bạn tri âm. Phút giây lòng luôn chạnh lòng và viết nhớ đồng lối cùng quân quýt bên nhau trong những lúc đêm thâu khi bóng giặc tan rồi trở lại mái nhà tranh. Liên tục chương trình là 8 câu Nam Xuân qua 12 câu Nam Đảo. Chào mừng đơn ca tài tử Phương Nam viết lời Trọng Quỳnh do tài tử Thanh Tuyết và Kha Duy thể hiện. Mừng Việt Nam trên đà phát triển, tiếng hát điệu đàn dương dân khắp phương. Thank you.
diệt lúc dân dường, như nỗi lòng phương Nam. Tại ai phát rầy lợp ngàn, gọi gió lên trao những cánh vườn, ra khơi chém cá rừng, khai nghề lợp làng dài ngư dân. Mảnh đất phương Nam lòng người mở đất khai quang, đêm đêm rồi khúc tơ đồng trải lòng giọng cô hương, lời ca thiết tha dịu dặn kết chặt tình tri âm. Hôm nay non sông một dải nối liền từ đất Lạng đến mũi Cà Mau, đẹp sắc cờ đỏ vàng sao. Rải cánh về phương Nam, tri âm chi kỷ lại hân hoan, cười vui tại bắc mặt mình cùng hòa mạch tơ lòng, khơi nhịp sống dựng xây. Đơn ca tài tử được tôn vinh là đang mở hội trong lòng, xin chúc mừng tài tử phương Nam, xin tri ân các nghệ nhân, các bậc tiền bối lao thành đã ra sức dung bồi nghệ thuật đờn ca tài tử. Cha ông dung trọng tài tử Khánh An và Kim Anh tiếp tục chương trình với thể điệu dòng cổ nhịp 32, cô gái bán hoa xuân, viết lời Võ Thanh Phong. Mùa xuân qua cùng hữu tình, qua khoe mộng ươm mơ, em đem quá thăm điểm tô đời. Cứ mỗi độ xuân sang tôi lại ghé ganh hàng quá quen cô gái bán hoa, mắt cười lung luyến môi nở nụ cười xinh má ưng hoa đào. Thấy người thân quen em dồn
ba đẹp quá chừng à, ba cô cũng đẹp nữa, cái nào cũng thích hết trời đó hà. Cái anh này hay là để em lựa cho anh nha. Cô ơi. Dạ. Đó anh hai. Cô có biết không, nhà tôi còn đơn chiếc nến giữa chợ tớ. Ôi những cành hoa sao hờn vô tình, chúng có biết đâu trong lòng của tôi đang bối rối. Hoa đã mua rồi sao chẳng chịu dời chân, thương trộm nhớ thầm lòng cứ mãi băn khoăn. Còn bà con ở đây nè, vô tình buông những lời chúc tết. Đời chưa có em nào đâu hay biết, xin đừng trách hờn làm tội lắm những cành hoa. Mình có câu á, trai con tìm vợ chợ đông, chỉ sợ nắng làm cho má hồng phai sắc tâm. Anh thương em mà ở nên na đầm thắm, nên muốn được cùng em chia sớt nỗi nhọc nhằn. Anh nói vậy rồi ba tính sao hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau đây mời quý thính giả cùng thưởng thức thể điệu Thu Phong Lạc Điệp, Nghe Chuông Chùa Nhớ Mẹ Xưa, soạn lời Minh Tuấn, do tài tử Mỹ Hạnh trình bày. Nắng chiều về non lá nghiêng.
con biển biết nơi xa. Mẹ yêu ơi, bao năm dài chờ mong, tóc mẹ đã như sương, mong con về đoàn quý thính giả vừa thưởng thức một số tiết mục đờn ca tài tử của câu lạc bộ đờn ca tài tử Ngũ Cung, thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Chương trình này ngày mai chúng tôi tiếp tục giới thiệu một số tiết mục do câu lạc bộ này trình bày. Mời quý thính giả đón nghe. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.